Hello, chào các bạn nha. Đây này các bạn, đây là nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Một thanh tre đó, khá là dài và cũng khá là thẳng luôn các bạn. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái thanh tre này để làm một cái súng ná cao su nha các bạn. Cây súng ná cao su này tương tự như cây súng ná cao su làm bằng ống nhựa PVC mà tôi đã hướng dẫn các bạn trong những video trước đó. Thì hôm nay chúng ta cũng làm tương tự vậy thôi, nhưng mà thay đổi bằng vật liệu khác, đó là bằng tre. Đó, làm thử một cây bắn thử xem như thế nào luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha các bạn.
Đây nè các bạn, súng ná cao su bằng tre chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Đó, cái này tôi chế đặc biệt là cái đồ kẹp bằng tre luôn nha các bạn, kẹp bị sắt luôn nè, chơi hẳn miếng da bình thường luôn, không cần phải hai miếng da khác hết. Nếu các bạn chế theo, các bạn chỉ cần chẻ phần tre làm hai các bạn là làm được như thế này nè. Đó, các bạn theo dõi là các bạn sẽ biết được cái chỗ đẩy ná này như thế nào nè. Rất đơn giản, chỉ cần bóp lên một cái, bóp chỗ này nè thì đạn sẽ bay ra thôi. Đây nè, đó, dây găng tay cao su, phần thân, đây là phần đầu chạc, đấy, đây là toàn thân của nó. Tôi làm là 4 mắt, 1, 2, 3, 4, 4 lóng tre. Bóp lại một cái là đạn sẽ bay ra, như này các bạn. Đấy, các bạn thấy như thế nào, để lại bên dưới phần bình luận giúp tôi nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài test cái cây này, chúng ta thử xem như thế nào nha. Bắn vài phát thôi nha các bạn. Đó. Khá là mạnh các bạn, khá là chuẩn. Bắn rất là chuẩn luôn, chứ không phải là khá nữa. Cái lẫy này là chế theo trên mạng nè các bạn, là cái dạng mà kẹp bi sắt á, chế thành bằng cái tre thôi, tất cả là hoàn toàn bằng tre nha các bạn. Bắn cũng khá là ok. Gà vô như thế này. Đấy. Đây các bạn, bắn cực kỳ ok luôn. Đặc biệt là gài đạn này rất là dễ các bạn. Để tôi tháo cho các bạn xem. Đó. Đây là bi sắt, miếng da bình thường bắn ná mà cái ná chúng ta các bạn. Đó, chỉ là miếng da là bình thường này thôi. Đây nè. Đó. Có một lỗ này các bạn, thì chúng ta để viên bi sắt bình thường chúng ta vô ha. Để vô.
Đó, gài lại cực kỳ dễ luôn, cầm như là bắn nái các bạn. Rồi kéo xuống nè, gài vô cái khe đây. Ở đây có cái khe của cái kẹp bi sắt đây nè các bạn, bằng tre luôn nha các bạn, hoàn toàn bằng tre hết. Đó, cái này chỉ cần bóp đẩy ở đây là đẩy viên bi sắt lên và bắn thôi, và cực kỳ chính xác luôn, thấy không? Muốn bắn mạnh thì chúng ta sử dụng dây cao su mạnh, muốn bắn hơi nhẹ nhẹ thì sử dụng dây găng tay cao su đó, và bắn cực kỳ đã luôn. Thì trong video ngày hôm nay chủ yếu là tôi chế tạo cái này bắn thử xem như thế nào các bạn, thì rất là ok, các bạn thấy như thế nào để lại bên dưới phần bình luận giúp tôi nha, góp ý giúp tôi đi. Rồi video này tôi xin kết thúc đây nha các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video luôn, và nếu hay các bạn nhớ like video để ủng hộ giúp tôi nha, và bạn nào chưa đăng ký kênh đó thì hãy nhớ đăng ký kênh để mà tôi có thể chia sẻ nhiều video hơn với các bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.